Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Nhà Đào Kaito. Thì hôm nay công ty chúng tôi về giám sát phần móng của công trình nhà Bắc Khiêm ở Phú Yên. Đấy, thì công trình này do chúng tôi thi công trọn gói. Thì đây tầm chiều thợ bắt đầu về, tôi sẽ ra review cho các bạn xem qua về phần móng của công trình. Một công trình có diện tích sử dụng 170 m², khi mà kể cả mái và sảnh nữa lên khoảng 230 m. Thì hôm nay đội thợ đã làm xong phần thép móng. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu thổ đổ bê tông. Đấy, thì tôi sẽ cho các bạn xem cái phần móng mà công ty chúng tôi làm. Đây, móng rất là rộng, dùng móng băng các bạn nhé. Đấy, và thép của gia đình dùng là thép Việt Nhật. Loại thép rất là tốt và khá là chất lượng. Đây, móng băng đây. Thì nhà Bắc có một cái lợi thế là khuôn đất rất là cao này, cao hơn hẳn so với những khuôn đất xung quanh. Đấy, xung quanh hàng xóm mà ngày xưa cái khuôn đất này là ruộng này, đấy xung quanh này vẫn là ruộng. Chính vì thế mà chúng tôi bắt buộc phải là móng băng thay cho móng đơn. Bởi vì nếu mà đúng là ruộng hẳn ấy, ruộng nước ấy, thì chúng tôi sẽ phải dùng móng cọc. Nhưng chúng tôi chưa kiểm tra ở khu vực thì cảm thấy móng băng là ổn và đủ chất lượng, chúng tôi đã tính toán và dùng phương móng băng. Công trình khi mà xây dựng xong ấy sẽ rất hoành tráng và to. Các bạn tưởng tượng 170 m thì nó không quá to đâu, nhưng mà thực tế ngoài công trường ấy, nhìn rất hoành tráng. Đây, đây đã chuẩn bị cột chờ cho ngày mai ấy. Thì công trình này chúng tôi sẽ bám sát và review liên tục cho các bạn thể hình dung rõ nhất về một công trình gọi thi công trọn gói là như thế nào. Công trình này dự kiến là 4 tháng sẽ xong các bạn nhé. Công trình nhà vườn mái Nhật. Cái video về thiết kế tôi đã review trên YouTube rồi, các bạn có thể tìm lại và xem. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với phần thép móng bên dưới nào. Đây cậu nhá. Cái lưu đầu tiên này. Thứ nhất cái phần đáy móng này. Đấy, cái thép ngắn thế bao giờ phải bên dưới. Đấy, rất nhiều công trình khi chúng tôi về giám sát chúng tôi không nhận diện trọn gói ấy. Về giám sát thì thợ hay làm sai phần này, mặc dù thiết kế vẫn là đúng nhưng mà thợ hay giải thép dài trước mà thép ngắn đặt lên trên. Nhưng đúng ra ấy, phải đảm bảo như thế này là thép ngắn bên dưới. Đấy, và chúng tôi phải đảm bảo rằng là phải có kê bạn nhé. Đấy, phải kê những con đá này 50 đến 1 mét là phải có một viên đá kê ở đây. Đây móng băng. Và móng này hiện tại chúng tôi thiết kế là rộng 80 các bạn ạ. Đấy, làm rất là đều, rất là thẳng như này. Rất là chuẩn chỉ. Từ phần dầm cho đến phần cột thẳng nhau. Cái công trình nhà bác ấy thì được chúng tôi thiết kế trong cái tháng cuối tháng 6. Đấy, sang đầu tháng 7 là gia đình bác bắt đầu yêu cầu chúng tôi là xem ngày và chọn ngày khởi công. Thì trong này thời tiết nó hay bị mưa các bạn ạ. Chúng tôi cũng không đẩy nhanh tiến độ quá được. Đây là khu vực miền Trung. Và dự kiến ngày mai đổ bê tông thì chúng tôi sẽ quay lại cho bạn xem. Đấy, loại xi măng trong đây chúng tôi dùng là xi măng Nghi Sơn nhé. Ở trong bên trong này này, nó có một loại, có rất nhiều loại xi măng. Có thể dùng Hà Tiên 1, Hà Tiên 2 và hoặc là dùng Thanh Sơn. Nhưng mà chất lượng nhất vẫn là Nghi Sơn, thì chúng tôi dùng Nghi Sơn cho gia đình. Đấy. Các bạn thấy không, công trình 170 m rất là rộng như này, rất hoành tráng như này. Rất là to. Đấy, thì ngày mai đổ bê tông nhé, tôi sẽ giới thiệu thêm cái phần đổ bê tông cho các bạn để tham khảo quy trình khi mà chúng tôi xây dựng công trình trọn gói từ đầu cho đến cuối, từ A cho đến Z là như thế nào. Ok, thì cái phần kết cấu này thì tôi sẽ có một video riêng giới thiệu cái phần kết cấu của gia đình để cho các bạn thể so sánh giữa phần thiết kế cũng như phần thi công. Đấy, nó là như thế nào, có chính xác hay không.
Đấy, và gia đình lúc thi công thì gia đình hoàn toàn tin tưởng và yêu cầu làm đúng bản vẽ, không có thay đổi gì hết. Điều cực kỳ được ưu ái và rất là tôn trọng đội ngũ kiến trúc sư. Và gia đình đã thể hiện rằng gia đình rất là hài lòng về cái bản vẽ như vậy. Đây hệ dàn giáo chuẩn bị các bạn ạ. Rồi, thì hôm nay tôi tạm thời review cho bạn đến đây thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu đổ bê tông thì các bạn sẽ có video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cái phần mặt bằng nhà bác Khiêm ở Phú Yên. Đây một số hình ảnh mà chúng tôi đã chụp lại khi mà chúng tôi đến nhận mặt bằng. Thì đây cái khuôn đất nhà bác còn nhé. Đấy, nó rất là cao và cao hơn hẳn so với những khu vực đất xung quanh. Đấy. Đây các bạn nhé. Ngày xưa đây này thì nó là cái khuôn đất mà gia đình bác là nuôi bò ở đây. Đấy, sau đó thì đã san ra và tưới nước cho đất là xuống các bạn ạ. Đấy, để chuẩn bị làm móng. Đây. Đấy, khuôn đất bác tận đây đây và tận ngoài này. Rất là cao. Thì cái quá trình chuẩn bị làm móng thì tôi đã không quay video mà chỉ lưu một số hình ảnh thôi để các bạn thể tham khảo một công trình thì chúng tôi bắt đầu làm như thế nào. Đường đi lại thì cũng khá là thuận tiện, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều xung quanh. Đây quá trình đào móng các bạn nhé, tại vì đất đây nó không được cứng quá ấy, nên chúng tôi đã không dùng máy múc để đào mà đào bằng tay để đảm bảo móng nó được giữ lại, hồ móng nó được vững chắc, nó không bị sạt lở. Thì chúng ta đào mất là 1 ngày rưỡi các bạn nhé. Đấy, 1 ngày rưỡi. Đây, có máy nhưng mà chúng tôi không không được đào. Đấy. Đây, những công đoạn đầu tiên mà khi chúng tôi đào móng xuống. Thì cốt đáy móng của gia đình nhà bác so với phần cốt liệt tầng 1 ấy là âm 1,4 m các bạn. Đấy. Nhà thì cao hơn sân là 75 cm thôi. Đây, chúng tôi lưu lại những hình ảnh như thế này. Đây là công đoạn đổ bê tông nót các bạn nhé. Đấy, 10 phân bê tông nót. Đây, đây là công trình mà sau khi mà xây dựng xong sẽ như thế này các bạn ạ. Đấy. Thì cái video về cái công trình này tôi đã review rồi. Các bạn có thể tham khảo. Đây phần thép chúng tôi cũng ghi lại một số hình ảnh. Rồi. Thì đây, sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn cái phần kết cấu nhà bác Khiêm. Thì đây mặt bằng móng các bạn này. Đấy. Chiều dài mặt tiền nhá, tức là chiều dài của móng ấy, băng ấy, từ bên trái đến bên phải này là 17,3 m. Đã tính cả cái móng. Còn chiều sâu này. Khi mà chúng tôi tính hết cái bóng đơn của dành phụ này, à của cái phần ban công này là 14,140, tức 14,1 m đấy các bạn ạ. Đấy. Công trình khá là rộng và rất là hoành tráng. Thực tế khi xây dựng xong thì rất là to. Đấy, chúng tôi thiết kế móng băng này. Đấy. Thì trên bản vẽ này có những 4 loại móng các bạn nhé. Thứ nhất móng băng 1 này, móng băng 2 này, móng băng 3 và móng băng 4. Ở đây phần móng đơn của hai cái cột sảnh chính này. Đây nữa. Đấy, một công trình nó một công trình bằng băng ấy thì nó chạy dọc những vị trí nào có trục đây này, trên nó đỡ tường các bạn ạ, thì sẽ chạy bằng băng. Thì đây sẽ sang phần đây bằng dàn tường các bạn ạ, mặt bằng dàn chân tường. Đấy. Mặt bằng dàn chân tường thì nó thể hiện là chỗ nào có tường thì chỗ đấy sẽ có dàn chân tường. Đây đây vị trí mặt cắt khi mà có tường móng này, thì cái phần trước ấy, tôi đã quay bạn ngoài thực tế rồi, đây các bạn hãy quan sát rõ hơn thép đi bao nhiêu, những loại thép gì. Đây cơ bản như ví dụ nhé,
tại cái mặt cắt nó móng như này. Móng này có kích thước là 500 các bạn nhé, 500. Đấy, rộng là 800, cao 500. Còn vị trí từ phần mặt móng này đi lên ấy, đến phần cốt không không ấy là sẽ có xây xây gạch các bạn nhé. Sau đó sẽ đến phần giằng chân tường. Còn phần móng là quan trọng nhất này. Đấy. Các bạn ý này, những cái thanh góc này này. Đây. Này những thanh thép ngắn ấy mà tôi đã nói trước nó phải nằm bên dưới. Còn những thanh chạy dọc này này, những cái chấm chấm đây này là những thanh thép dài chạy bên trên. Đấy. Đấy thì cái phần bố trí thép gọi nhá, thử nhìn nào. Đây chúng ta bố trí thép này. Phía... phía bên trên này là 3 phi 18 này. Đấy, bên dưới cũng thế, 3 phi 18. Phần thép chạy dài các bạn nhé. Là gì đây? Là phi 12 A200. Đấy. Còn thép ngắn này này là phi 12 A150. Tức là phi 12 vào khoảng cách là 200 và phi 12 vào khoảng cách là 150. Đó. Đây còn cái cốt đai các bạn này, cốt đai đây là phi 8 A150. Đấy. Này cái đai này thứ nhất chịu chịu cắt và thứ hai là chịu nó tạo cho cái khung của cái dầm. Đấy. Này dầm móng các bạn nhé. Đây phần bê tông nót 10 phân này. Cái phần mà tôi đã chụp cho các bạn xem đấy. Chi tiết rất đầy đủ và rất là rõ ràng. Đấy. Khi các bạn thợ nhìn vào thì cực kỳ là chi tiết, làm rất là dễ. Đây này. Chúng tôi thể hiện rất là dễ. Đấy. Còn bao nhiêu loại móng thì chúng tôi thể hiện bấy nhiêu cái loại vào đây để cho các thợ thể làm cho nó chuẩn. À, đây phần móng đơn các bạn này. Có móng cột sảnh chính đấy. Có thống kê đầy đủ loại thép. Đấy, đường kính rồi khối lượng rất là đầy đủ. Đấy. Đây là bằng bể phốt các bạn nhé. Bể phốt chúng tôi làm cũng rất là chi tiết, đầy đủ. Bể phốt là bể nước này. Đấy. Thống kê đầy đủ. Vị trí cột này. Ok, thì tạm thời hôm nay đến cái phần móng thì tôi giới thiệu như thế. Hôm sau khi chúng tôi làm phần mái, đổ mái thì tôi sẽ giới thiệu thêm. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.